Triệu Lệ Dĩnh bị Phùng Thiệu Phong chê tiêu tiền bừa bãi, mẹ chồng nói một câu gây bất ngờ. Truyền thông và khán giả Hoa ngữ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cặp vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Trong bài phỏng vấn gần đây, Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ cô là người độc lập trong mọi chuyện. Điều này vô tình khiến ông xã Phùng Thiệu Phong thiếu cảm giác an toàn. Mới đây, trang tin 163 tiếp tục tiết lộ câu chuyện đáng nhớ của đôi vợ chồng trẻ. Trong thời gian Triệu Lệ Dĩnh bầu bí, chuẩn bị sinh khiến netizen không khỏi bất ngờ. Có lẽ vì ở nhà quá buồn chán, mỹ nhân họ Triệu đã đặt rất nhiều đồ online. Thấy đồ chuyển phát nhanh về nhà, tài tử họ Phùng lên tiếng chê vợ tiêu tiểu quá tùy hứng. Điều này khiến Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy vô cùng bất bình. Thế nhưng, chính mẹ chồng lại là người đứng ra bênh vực nàng Sam Sam. Bà nói với Phùng Thiệu Phong rằng Triệu Lệ Dĩnh là cô gái tốt, đây chính là ưu điểm không gì sánh bằng. Nhờ câu nói này, dân mạng hết lời khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh rất khéo léo trong mối quan hệ với mẹ chồng. Không hề có chuyện cơm không lành, canh không ngọt như những tin đồn trước đó. Khoảng một tháng qua, mạng xã hội xuất hiện tin đồn Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã ly hôn. Thậm chí mỹ nhân Minh Lan chuyện còn bị chồng bạo hành, phải nhập viện lúc nửa đêm. Trên mạng còn có những hình ảnh được cho là Triệu Lệ Dĩnh trong bệnh viện. Tuy nhiên khi xuất hiện trong sự kiện mới đây, Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với tạo hình xinh đẹp, lộng lẫy như nữ thần, không hề có dấu vết của việc phải nhập viện vì bạo lực gia đình. Vậy là nữ diễn viên đã dùng hình ảnh của mình để đập tan những lời đồn thất thiệt. Sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh còn trở thành từ khóa tìm kiếm cực hot vì số lượng người đến tham dự sự kiện để được nhìn thấy nàng tiểu hoa đáng cực kỳ đông. Hàng nghìn người chen chúc khiến đội ngũ an ninh hoảng loạn. Xe cứu thương và xe cứu hỏa cũng được huy động để đề phòng rủi ro. Cảnh tượng này được ví không khác gì cảnh người dân đi lễ chùa vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán ở đất nước tỷ dân. Đồng thời cũng cho thấy sự nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh kinh khủng tới mức nào. Lật lại cuộc phỏng vấn của Phùng Thiệu Phong vào năm ngoái, nhiều người tỏ ra thích thú khi nam diễn viên thể hiện rằng mình là người nể sợ vợ. Cụ thể, khi được yêu cầu tiết lộ tên cúng cơm của con trai trên sóng truyền hình, Phùng Thiệu Phong vội vàng gọi điện cho vợ để kể lại sự tình. Sau khi được vợ cho phép tiết lộ, Phùng Thiệu Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng cho biết, ở nhà Triệu Lệ Dĩnh là người rất thích sạch sẽ. Đồ đạc trong nhà phải được đặt theo chỉ thị của vợ, người khác không được tự tiện thay đổi. Thời điểm đó, netizen đều bình luận rằng Phùng Thiệu Phong dù rằng là tài tử hạng A-C-Bit, nhưng vẫn phải tôn trọng nóc nhà như ba người đàn ông khác. Từ trước đến nay, mỗi khi xuất hiện tin tức ác ý, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong luôn chọn cách thể hiện bằng hành động thay cho lời nói. Người hâm mộ cũng hy vọng rằng cả hai sẽ luôn hạnh phúc, cùng nhau trở thành gia đình kiểu mẫu của làng giải trí xứ Trung.